Một chiếc xe vừa về cửa hàng xong. Đây là một dòng xe bán tải với động cơ máy dầu 3.2, cực khỏe luôn, ăn dầu tầm khoảng 8 lít rưỡi đến 9 lít trên 100 cây. Dòng xe máy dầu thương hiệu đến từ Nhật Bản, riêng độ chất thì khỏi bàn luôn, về độ lành bền cũng như là kiểu dáng thiết kế rất là thể thao và trẻ trung. Với cái dòng Mazda BT50 này thì ở bên thị trường của Thái Lan, dòng xe này được bán rất là chạy các bác nhá. Vâng, hơn hẳn cả dòng Forerunner gần. Thế là về Việt Nam thì dòng Mazda BT50 cũng là một dòng xe mà thực sự là không có đối thủ luôn. Các bác có thể nhìn ngay từ phần thiết kế, màu. Cái màu xanh Carbonside này của xe cũng là một màu rất là đặc biệt, với kết hợp cái thiết kế hài hòa, trang nhã. Đèn mắt xách này các bác nhìn này, đấy, rất là luột luôn này. Đèn mắt xách xi nhan xét luôn này. Rồi mặt catalan của xe, logo rất là to bản, hầm hố, chắc chắn, khỏe. Và đèn của xe thì không có độ chế cháo gì cả, đèn là đèn zin thưa các bác nhá. Vâng, không độ chế cháo, form dáng xe thì cực kỳ luật luôn. Và đây là một mẫu xe bán tải khỏe bắn, hai cầu đấy, và con này hai cầu điện luôn các bác nhá. Sơn xi tôn vỏ thì tỷ lệ sơn zin của chiếc xe này là đến 80%. Đấy, màu sơn xanh rất là đẹp luôn. Và thùng của xe thì phải nói là bác chủ có cái giữ gìn rất là cẩn thận. Đấy, sắt xi gầm cầu của xe thì được giữ gìn và được phun phủ chống mọt rồi các bác nhá. Vâng, lốp dày, 4 quả lốp đun lốp dày khử khử luôn. Và cái lốp này là của nó là 2018 đấy các bác. Vâng, 4 quả lốp 2018. Form dáng xe thì các bác sẽ cùng đi với em quanh một vòng quanh chiếc xe này để cùng đánh giá về chiếc xe hai cầu máy dầu quá khỏe này và quá chất này. Với thời điểm này thì nói chung là đi những cái mẫu xe Mazda BT50 thì nó lành, và các bác không phải lo đến chuyện hỏng vặt giữa đường, hay là không phải lo đến cái chuyện là cứu hộ, vì những dòng xe này là được những cái dòng xe mà đã được sử dụng trên rất nhiều nước rồi. Và dòng xe của Nhật thì nó rất là bền, đặc biệt là động cơ MZCD 3.2, máy khỏe, lành và máy thì rất là chất luôn. Sơn xi tôn vỏ căng, thiết kế của xe là thiết kế thể thao, với các cái phần không vuông vức mà nó sẽ vuốt vát theo các cái dòng xe Mazda. Đấy, Mazda là thiên hướng về kiểu dáng thể thao trẻ trung năng động, chứ không vuông vức, hầm hố khỏe to cao. Và các bác có thể nhìn này, đấy, ngay từ phần sơn cản đằng trước này. Đây là một chiếc xe bản full nữa các bác nhá, bản full máy dầu 3.2, xe cứng luôn, nên là sơn xi tôn vỏ của xe thì được trau chuốt rất là cẩn thận tỉ mỉ. Và con này đấy, tỷ lệ sơn zin của nó chỉ còn tầm vậy thôi, nhưng mà thực sự với đời 2013 thì chiếc xe này là một chiếc xe khá là ổn định luôn. Mặt catalan của xe này các bác nhìn này, các cái thanh hút gió của xe rất là to đấy, khả năng tản nhiệt tốt cho động cơ nhá các bác nhá. Đấy, logo Mazda này, xịn sò, và tôn cabo này, tôn cabo rất dày luôn các bác nhá. Vâng, và xe thì nói chung là chất khỏi bàn luôn, kính zin này, kính zin cho các bác luôn này. Và bầu gương của xe thì có xi nhan tích hợp nhá. Vâng, soi gương rất là bóng luôn. Lốp của xe thì con này sử dụng 4 quả lốp đun lốp, hiện nay là 2018. Và con quả này thì 2013 rồi, zin nguyên nhá các bác, 2013, lõi không điêu. Đây các bác nhìn này, 2013 này. Đấy, và lốp thì vẫn còn dày. Xe thì theo order lăn bánh là con này là được 13 vạn. Vâng, theo đồng hồ là 13 vạn. Phần sắt xi này vẫn còn căng này, không hề có mục mọt nữa các bác nhá. Bên này như thế này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng. Các cái chi tiết của xe vẫn còn nét sắc sắn. Đấy, và phủ chống mọt hết rồi. Đấy, các cái đinh ốc nhựa của nó còn nguyên này. Bên này như thế này. Đấy, đinh ốc nhựa còn nguyên. Tôn vỏ mỏng này. Và con này thì không có bả tỉa nữa các bác nhìn đây. Đấy, tôn mỏng luôn. Có bậc san để chân thì khỏi bàn rồi, chắc chắn vô cùng. Đấy. Keo chỉ của xe thì cái này keo chỉ bao zin các bác nhá. Đây này, cái này là bác chủ bác bán là thợ thì cũng bấm bấm này, nhưng mà thực sự đây là chỉ zin nên không cần phải bấm. Và nhiều bác cái nhìn bảo nghi ngờ, úi giời, hay là chỉ làm lại, không có đâu. Ốc nó còn chưa ra này các bác này. Đấy, ốc này. Còn nguyên. Vâng, một chiếc Mazda BT50 đẹp với thiết kế hài hòa, trang nhã. Nội thất của chiếc xe thì đã được bọc lại rồi. Con này là bọc lại ghế bằng da, và ghế da này thì là bọc theo kiểu 5D, rất đẹp. Đấy, thể thao hai màu. Đấy, kiểu dáng rất là ok. Chân nỉ của chiếc xe thì khỏi phải bàn rồi, nỉ đẹp luôn, không cần bọc ni lông, gần như là mới tinh. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, chân nỉ cực đẹp luôn nhá.
Và xe thì được bảo dưỡng ở cục kỹ thuật quân khu 3 xưởng X81. Cái này thế là khỏi phải bàn về chất lượng rồi. Đấy, lăm bánh 13 vạn 2 luôn này. À, vâng. Xe xịn như thế này không mua thì để làm gì? Đấy, ốc này. Các cái ốc này nó còn chưa ra luôn này các bác ạ. Ốc còn chưa ra. Vâng. Một chiếc xe bán tải gầm cao máy khỏe. Đấy. Động cơ máy dầu 3.2. Tiêu thụ nhiên liệu dầu thì cũng tương đối, tầm khoảng 8-9 lít dầu trên 100 km. Bù lại các bác có một chiếc xe khỏe, đạp ga phát là bốc và thốc, chứ không hề có bị ỉ. Đấy cũng là cái cần của các bác, những các bác đi bán tải, nhất là các bác hung hăng. Những bác nào mà thích gọi là độ vọt, độ vượt ấy, thì các bác cứ chơi con này là ok. Lốp đun lốp AT20 nhé các bác nhá. Vâng, con này thì lốp đằng sau này là 28 rồi, chuẩn rồi, không phải là 23 như quả trước nữa rồi. Đấy, nhưng mà các bác nhìn lốp này, rãnh lốp của nó vẫn dày này, dày ngon căng luôn nhá. Và sắt xi đây, các bác nhìn sắt xi này, đấy, phun phủ chống mọt hết rồi. Và sắt xi đẹp luôn nhá, không có han mục. Đấy, phun phủ keo chống mọt. Và các cái phần này là của nó còn ốc còn nguyên này. Đấy, ốc còn nguyên luôn, kể cả từ cua lốp đây. Đấy, các bác bảo xe nó cứng như thế này không mua thì để làm gì. Ngay phần gầm đây, các bác nhìn gầm này, đẹp căng luôn này. Đấy, gầm đẹp không hề có lỗi lầm nhá, ba bô lê thẳng này. Vâng, còn phần trên nắp thùng thì con này sử dụng nắp thùng nổi thôi, nắp thùng nổi full bốc. Vâng, mặt đèn sau của chiếc xe thì chỗ này là hơi dạn tí này, cái này này đấy, nhưng mà cái này không vấn đề gì các bác nhá, vẫn bình thường, hoạt động hoàn toàn ok. Hệ thống đèn đây thì đèn nó cũng trong theo thời gian, không bị ố vàng. Đấy cũng là một cái ưu điểm của chiếc xe này. Đấy, đèn bên tài bên phụ đây, đấy tài này. Thế còn phần dưới các bác nhìn ạ, biển số rõ ràng, chữ nghĩa không gãy vỡ này. Đấy, còn cảm biến lùi phía sau xe luôn. Riêng dòng BT50 thì mặt trước nó không trang bị cảm biến lùi, nhưng mà mặt sau thì lại trang bị rất là nhiều. Đấy, mở nắp thùng nó, ui giời. Con này thì phải nói được cái chấm điểm cái nắp thùng này quá ok luôn. Đấy, các bác nhìn thùng cái này, cực đẹp luôn nhá. Thùng đẹp luôn, không có lỗi lầm. Đấy, hãng còn đen. Đấy, có cái phần đinh hàn của nó là còn nguyên này. Đấy, đinh hàn còn nguyên, chỉ keo này. Các bác nhìn kỹ như này là có biết chất rồi gì? Vâng, chỉ cần nhìn như này là biết chất của xe luôn. Đấy, cả cả các cái phần bên này đinh hàn còn nguyên. Đấy, thùng trong này. Đấy, các bác bảo xe cứng đẹp như thế này không mua thì để làm gì? Đấy, và thùng thì rất là kín nước nhá. Các cái phần chỉ keo bên sườn này. Đấy, treo keo chỉ bên sườn này. Căng luôn này. Đấy, không hề có lỗi lầm này. Bên này như thế này. Và thùng thì đóng mở rất là nhẹ nhàng. Đấy, em chỉ cần đóng vậy thôi, thế là ok rồi. Còn các bác thích nhìn hậu sau, nếu mà nhìn từ gầm dưới này. Đấy, nhiều bác bảo tinh mắt thì cứ nhìn hậu. Đấy, cho các bác nhìn hậu luôn. Hậu đẹp luôn. Đấy. Còn gầm cầu thì đây. Gầm cầu sáng láng xịn xò sạch sẽ này. Đấy, gầm cầu đen luôn, sạch sẽ luôn. Xe cứng. Vâng. Riêng dòng xe tải bán tải thì cứ phải quay gầm là chắc chắn rồi. Đấy, tôn này. Đấy, nắp thùng kín rồi, đóng như này là quá kín rồi. Lốp bên này là lốp Duro Briton. Đấy, lốp 265-65, la răng là 17 inch rồi. Đấy, và lốp này là lốp dày 2018 này. Các bác nhìn là lốp này, dày luôn này. Cái lốp này các bác cứ tải thoải mái luôn nhá, không phải nghĩ luôn. Còn sắt xi thì đen rồi, đấy các bác nhìn ạ. Vâng, sắt xi đen căng luôn, không có lỗi lầm. Đấy, còn các cái phần cua lốp này được phun phủ chống mọt hết rồi, nên là các bác yên tâm, dòng này khỏi về bàn luôn. Khi mà bác chủ và bác đã phun phủ như này thì các bác biết là người chủ người ta giữ gìn cẩn thận xe như thế nào rồi. Đấy, mang tiếng là xe biển Quảng Ninh nhá. Nhiều bác cứ bảo xe biển Quảng Ninh thì nó mọt, nó mục. Nhưng nói thật các bác, nhiều lúc còn các tỉnh khác còn thua xa. Người ta làm chống mọt rất tốt luôn. Đấy, ba bô lê thẳng và logo à. Đây logo còn nguyên luôn này. Đấy. Đấy, tôn mỏng luôn. Chỉ keo bao zin. Và không mất một phân ly keo chỉ nào. Bên này thì các cái phần dấu ốc này của nó còn nguyên này. Đấy, tapi đây, xịn sò. Vâng, xe thì nói chung là chả chê cái gì rồi. À, kéo cái ghế lên lên. À, kiểm tra cái phần đồ nghề, kích lốp các thứ. Ui giời. Vừa nãy không biết là đây. Em lại để nhầm. Đấy. Kích cái đồ treo này. Ô, con này thiếu kích rồi.
Đấy, bác nào mà mua thì nhớ hỏi em cái kích nhá. Vâng, đấy, như thế này là đang hiếu kích rồi. À, vâng. Còn bên phía sau người ngồi thì cũng khá là thoải mái, không gian người ngồi không bị gò bó chân. Đấy. Vì tại sao? Vì là em đang ngửa cái ghế ra một chút thì trông vậy thôi, nhưng thực tế là cái ghế này khi mà mình lên này như thế này. Đấy, thì cái không gian cho người ngồi phía sau thoải mái luôn đấy các bác nhá. Nên là các bác yên tâm. Tất cả hệ thống điện của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, vâng, keo chỉ đây, các bác yên tâm này. Đấy, keo chỉ này. Zin, đây là keo chỉ zin nữa các bác nhá. Đấy, chỉ zin này. Đấy. Còn ốc thì chưa ra, vẫn còn nguyên dấu này. Đấy. Vâng. Và bản lề đây. Xe rất là đẹp luôn các bác. Vâng, phải nói là hiếm có luôn mới kiếm được một con xe hai cầu máy dầu 3.2 mà lại được căng như thế này. Và cả tappy đây, các bác nhìn ạ, tappy đó. Vâng, phần tappy nhựa của nó đây. Sờ rất là mịn màng, à, đặc biệt là tappy sần đấy, nhưng mà sờ nó rất là mịn. Đấy, túi khí an toàn và hộp đồ thì tiện lợi khá là to. Đấy, tay nắm cần số rồi, cũng hơi cũ một chút theo thời gian, và so với 13 vạn thì cũng rất là ok. Đấy, còn bên này tay phanh, củ số các thứ đầy đủ. Vâng, nói chung chất xe thì cứng rồi, ốc này, các bác nhìn ốc sơn zin luôn này. Đấy, vâng. Ốc thì ok rồi. Thế còn chiếc xe này thì đăng kiểm đến tháng 7 năm 2022 các bác nhá. Bây giờ thì ta sẽ cùng đề nổ chiếc xe này. Xem máy bật khóa điện lên đã. Đấy, kính điện này. Dán phim 3M hết rồi. Đấy, và đóng lên thì nó sẽ chắn luôn cái tia UV cho các bác luôn. Kính điện của chiếc xe này cũng là một chiếc xe được dán phim 3M cách nhiệt chống tiêu UV rất là tốt. Đấy. Tất cả kính là đều lên xuống bình thường. Vâng, và không có lỗi lầm. Xe vừa về xong, con này thì em còn chưa dọn cơ. Vâng, chưa dọn mà được đẹp như thế này thì các bác biết chủ người ta đi như thế nào rồi. Vâng, bây giờ thì sẽ đề nổ chiếc xe nào. Đấy, máy đề cái lên rất là khỏe hơi nhá các bác nhá. Màn hình đầu nhạc đấy, nhạc ok các bác nhá. Còn các cái đầu đĩa CD rồi radio menu các thứ thì đây, phím tích hợp của xe vẫn còn nguyên. Con này thì không có màn hình lùi đâu các bác nhá, mà nó sẽ được tích hợp trên một cái màn hình. Ô, bác chủ bác tháo rồi. Vâng, thế còn có camera lùi cho các bác. Đấy, điều hòa thì auto rồi, điều hòa chỉ cần mắc AC này thôi là auto hết. Vâng, là các bác ở chế độ auto đấy cũng được. À, đấy. Xe nói chung là chất thì khỏi bàn đấy, có hệ thống chống trơn trượt này, đây bên này còn là hệ thống hỗ trợ đổ đèo, đấy, cruise control, ga tự động, gạt mưa đây. Hiện nay là đang hết nước, úi giời, phun bọt ra nhưng mà hết nước rồi các bác. À, và bây giờ thì ta sẽ cùng ra khoang máy. Hệ thống đèn của chiếc xe thì cũng là đèn halogen thôi. Công suất đèn vừa phải và ánh sáng vàng các bác nhá. Bầu đèn thì căng, không có lỗi lầm, không chảy xước. Đấy. Xe đẹp cho các bác luôn. Và giá thì cũng rất là mềm. Con này thì bên em bán hơn 400. Đương nhiên là loại này thì 2013 thì sẽ không trả góp nữa rồi. Đấy, các bác có thể nhìn này, động cơ MZCD 3.2, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 9 lít dầu trên 100 cây. Và đây là số tự động các bác nhá. Dầu thì hơi không có, các bác yên tâm. À, ta sẽ mở này, dầu này các bác này, dầu vẫn còn tương đối nhá. Cái này thì các bác đi tầm khoảng 2.000 cây nữa các bác về thay dầu là được. Còn nói chung là máy dầu thì dòng xe này là một dòng xe rất là khỏe, hơi khỏe, và các bác đi dòng này thì rất là lành bền. Đấy, máy số lành bền luôn, ắc quy Evinmax khỏe luôn. Còn đây là ABS cho xe này, đầu răng hai bên đây, đầu răng hai bên cũng như là tay đèn còn đẹp luôn. Đấy, tay đèn còn căng đẹp bên này này. Đấy, các bác ạ. Vâng, và trợ lái dầu các bác nhá, con này sử dụng lái dầu. Đấy, vâng. Và các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì có thể mời các bác vào cửa hàng em Vũ Dương Ô Tô đến xem xe và thẩm nghiệm luôn. Máy rất ngon, xe rất khỏe và hơi thì không bao giờ phải nghĩ ngợi luôn. Đấy, phần trên này các cái đinh hàn nó còn nguyên này. Đấy, dấu còn nguyên này, không có đâm đụng nha các bác nhá.
Con này thì đảm bảo cam kết cho bác không có đâm đụng tai nạn ngập nước, máy thì chạy cực lanh ba luôn. Và bảo hành bảo dưỡng các bác thứ tại bên xưởng của quân khu 3. Đấy, thế nên là các bác yên tâm về chất luôn. Vâng, một chiếc bán tải BT50 2013, máy dầu 2 cầu, khỏe, lành, chắc chắn, đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô với cái giá thì con này đang bán là 448 triệu đồng các bác nhá. Và những ai mà yêu thích chiếc xe này thì mời các bác qua cửa hàng em xem xe và thẩm nghiệm luôn. Đợt này thì xe bán tải giá nó cũng hơi cao. Vâng, vì dòng xe bán tải là một cái dòng xe mà được nhiều người mua, nhiều người lựa chọn nên là đầu vào với bên em mua rất là cao rồi. Thế nên là các bác nào mà yêu thích thì các bác có thể qua, có thể là giảm giá cho các bác một chút để làm sao mà hai bên cùng kết hợp được việc. Xin cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bác nhá, xin chào. Bên em thì bán tải còn rất là nhiều luôn. Đấy các bác nhìn ạ, vâng, một dãy bán tải ở phía đằng xa luôn. Đó là các bác mà quan tâm đến dòng xe bán tải chỉ cần nhắn tin Zalo cho em thôi, 0869158926, em sẽ gửi chi tiết báo giá từng chiếc xe một cho các bác nhá. Vâng, bên em thì xe có khoảng hơn 200 đầu xe cơ, nên là các bác cứ thoải mái lựa chọn luôn. Kiểu gì các bác cũng chọn được một con xe ưng ý. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Ô Tô. Lốp dép của nó đẹp như này. Vâng, nói chung là xe cứng chất thì khỏi về bàn rồi. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.